Với mong muốn làm giàu trên đồng đất quê hương, anh Phạm Đức Thuần ở thôn Đống Lương, xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản luôn sáng tạo, tìm tòi, chuyển đổi những diện tích đất ở vùng xa, xấu, trũng, khó canh tác cây lúa sang nuôi trồng thủy sản. Đất không phụ công người, sau một thời gian quyết tâm, cố gắng, đến nay mô hình kinh tế mới đã cho hiệu quả. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Vốn là công nhân khai thác công trình ngầm của Tổng Công ty Điện lực Hòa Bình, với mức lương mà nhiều người ao ước. Thế nhưng, đầu những năm 2000, anh Thuần lại từ bỏ công việc, về quê lập nghiệp. Qua tìm hiểu về tình hình canh tác của địa phương, anh đã mạnh dạn đề xuất và được chính quyền địa phương đồng ý cho đấu thầu 4,5 hectare đất khó canh tác lúa. Sau khi hoàn thành các thủ tục, anh Thuần bắt tay vào quy hoạch khoanh vùng 1,5 hectare thành 3 ao để thả nuôi các loại cá nước ngọt truyền thống như cá chấm đen, chấm cỏ, chép, mè. Thế nhưng, mọi việc không đơn giản như anh nghĩ. Nuôi các loại cá truyền thống này ngày càng phải cạnh tranh, giá cả ngày càng rẻ đi, kèm theo dịch bệnh khiến chi phí tăng cao nên thu nhập không cao. Vì vậy, năm 2013, anh Thuần đã quyết định lựa chọn và thử nghiệm nuôi loài cá koi. Tự mình xây dựng thị trường bằng việc lập trang web, quảng bá trên Facebook, chào hàng các đại lý khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến nay, anh Thuần đã có trong tay thị trường đầu ra ổn định cho cá koi rộng khắp cả nước. Doanh thu hàng năm của trang trại đạt trên 1 tỷ đồng một năm, tạo việc làm ổn định cho 8 đến 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Hiện tại, anh Thuần đang tiếp tục mở rộng quy mô ở những vùng quy hoạch với diện tích khoảng 15 hectare để làm trang trại và nuôi trồng thủy sản. Với sự phát triển đầu tư có hiệu quả, từ năm 2020, được sự hướng dẫn tuyên truyền về xây dựng mô hình tổ hợp tác của Hội Nông dân xã, anh Thuần đã đứng ra thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản với 7 thành viên tham gia. Năm 2021, anh đã tuyên truyền vận động 17 hộ có các diện tích vườn ao để thành lập mô hình chi hội nghề nghiệp và thành lập hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ xã Tân Khánh. Anh được các thành viên tín nhiệm bầu là chi hội trưởng chi hội nghề nghiệp và là chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã Tân Khánh. Bản thân anh đã đứng ra ký kết mua vật tư, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh cho cá và vật nuôi, đồng thời đứng ra ký kết hợp đồng thu mua với các công ty doanh nghiệp có uy tín nhằm bao tiêu sản phẩm cho các thành viên hợp tác xã. Đến nay, 17 trên 17 thành viên đã yên tâm ổn định phát triển sản xuất, hàng năm cho thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng một năm. Các thành viên trong chi hội đều đăng ký tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng nông thôn mới trị giá trên 350 triệu đồng. Luôn đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, anh Thuần đã xây dựng được mô hình chi hội nghề nghiệp, hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ xã Tân Khánh hoạt động có hiệu quả. Với những thành tích đó, vừa qua anh Nguyễn Đức Thuần đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.